Xin thưa bà con, hôm nay chạy trùng quế hay ngon, xin quay một cái video clip chia sẻ với tất cả bà con nào có nuôi bò mà nuôi trùng quế thì nên xem cái video clip này. Tôi chia sẻ cái cách cho trùng quế ăn vào cái mùa nắng. Thì bà con thấy đây, trong cái trại trùng quế của tôi đây, thì một phía tay phải thì chưa cho ăn, phía bên tay trái thì đứa cháu đang cho ăn ha. Thì bà con thấy, thì bà con mà nuôi trùng quế thường có một số bà con nuôi bị hay thất bại. Thất bại là lý do bà con mình cái cách mà cho ăn á, bà con mình chưa có cho ăn đúng theo cái quy cách mà để mình cho con trùng ăn. Cái mùa mưa mình cho ăn khác, mùa nắng mình cho ăn khác nha bà con. Thì cái mùa nắng thì mình nên cho ăn cái phân nó, mình quậy cho nó thật là loãng, nó thật là tơi xốp ra thì mình cho con trùng ăn thì mới thành công được. Bà con thấy đây, thì cho ăn có luống ha. Thì những cái luống còn lại đó thì mình, cái luống còn lại là cái luống mới, còn cái luống mà đang cho ăn nó là cái luống cũ. Thì cho nên mình cho ăn như vậy thì để mình tạo được một cái môi trường thức ăn mới cho con trùng, nó ăn kích thích cho nó ăn mạnh. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là bên cái đường mới đó là để trứng kén cho nó nở. Thì từ 3 tới 5 ngày sau thì trứng kén nó sẽ nở ra. Thì cho nên nó không bị ẩm, nó không bị ung, không bị hư trứng. Thì cái tỷ lệ con trùng mình nó mới được nhiều. Thì cho nên tôi xin chia một cái, chia sẻ một cái clip như vậy để cho bà con nào có nuôi bò, nuôi trùng quế á, thì bà con mình nên áp dụng ha. Thì bà con thấy đây, thì cái phân bò mình cho ăn thì mình quậy thật là loãng nha bà con. Bà con thấy đứa cháu tạc tạc nó loãng, mà nó không còn có cục, nó phải tơi xốp ra hết. Vậy thì mình cho con trùng ăn nó mới được cái hiệu quả tốt nhất. Thì những cái gì chạy trùng quế của tôi là hay ngon á, tôi làm được, nó có hiệu quả thì tôi chia sẻ với tất cả bà con nào mà đam mê về cái lĩnh vực chăn nuôi hữu cơ. Thì bà con có nuôi bò, có nuôi trùng quế thì bà con nên xem cái video clip của tôi. Rồi bà con nào có những cái kinh nghiệm nào mà thấy nó có bổ ích hơn thì bà con cùng chia sẻ và góp ý cho tôi, để tôi rút ra một cái kinh nghiệm để càng ngày mình nuôi nó đạt cái hiệu quả tốt nhất nha bà con. Thì tôi cũng xin thưa với bà con là tại sao mình nuôi bò thì mình nên nuôi con trùng quế. Tại vì cái con trùng quế nó giống như một cái nhà máy sản xuất phân hữu cơ cho mình nha bà con. Thì tại vì cái phân bò mình lấy ra đó thì mình phơi khô mình bán không được bao nhiêu tiền. Thì mình nên nuôi con trùng quế đi, mình sẽ có được cái con trùng thịt cho lươn, cho cá của mình nó ăn. Và mình có được cái phân hữu cơ mình bón vô cây trồng của mình, hoặc giả là mình bán ra thị trường, mình có được cái thu nhập nó cũng kha khá cho cái gia đình mình trong cái thời buổi hiện nay. Thì những cái cảnh mà chạy trùng quế rồi cái cảnh chạy bò như thế này thì bà con mình quá quen rồi. Nói chung là tôi cũng không có chia sẻ cái gì hơn gì nhiều được. Tại vì cái ý tưởng của tôi làm được cái gì thì tôi chia sẻ với bà con cái nấy. Tôi không có thích mà mình làm một mà mình quảng cáo lên 5-3 để tôi trục lợi một cái gì đó, thì cái ý tôi không có. Tôi xin tính chính là bà con là vậy. Chứ tôi cũng xin nhắc lại bà con là cái chạy trùng quế hai ngôn là hồi trước là chạy giống Vĩnh Long, nay là chạy trùng quế hai ngôn chứ không phải là cái chạy côn trùng ha. Tôi xin nhắc lại bà con là cái chỗ này. Bà con thấy bò của tôi giấc sáng là nó chỉ ăn số vài ký đậu nành thôi, bây giờ nó nằm im chắc cỡ 1 tiếng đồng hồ nữa là tôi mới cho nó ăn rơm. Thì tôi có một cái clip nho nhỏ xin chia sẻ với tất cả bà con ha. Tôi mong được bà con góp ý và tôi chúc bà con được nhiều thành đạt trong lĩnh vực chăn nuôi hữu cơ. Số điện thoại của tôi là 0986203159. Tôi xin chúc bà con được nhiều sức khỏe và sự như ý. Xin chào.